Con muốn đi làm kiếm tiền đúng không? Đi làm kiếm tiền thì nó sẽ ấy hơn, thoải mái hơn đúng không? Rồi chú hỏi con nè, cái dự định của con đó, mà con bước chân lên con đi làm đó, con có mà ước mơ gì xa xa xíu không? Dạ không. Chỉ biết là đi lên là kiếm tiền thôi hả? Rồi trên cái đường đi mà di chuyển lên thì con có nói chung là có nôn nao háo hức không? Chung là muốn đi làm đúng không? Kệ đi, gán đi, gán làm theo cái những gì mà mình muốn đi ha. Cố gắng đi, mấy chú sẽ hỗ trợ cho con trong khả năng của mấy chú, nó là như vậy. Con có điều gì muốn nói với tiên là quý vị khán giả, sao là mấy chú của con không? Con cứ chia sẻ đi. Dạ, cảm ơn mọi người với lại mấy chú rất nhiều. Bé tiền thì chỉ biết cảm ơn thôi mọi người. Thì bé tiền chỉ có là lời nói chân thành là cảm ơn mấy chú thôi. Xoay quanh cái câu chuyện mà bé tiền ở Miếu Quan cách đây mấy tháng á, thì Bin nhận xét là bé tiền thay đổi rất là nhiều. Họ đặc biệt thì biết lắng nghe. Đó, khi mà hết bệnh rồi thì thấy bé tiền chịu lắng nghe những gì mà tem của anh em trong nhóm phổ biến bé tiền, cũng như là những cái gì mà căn dặn của thầy đó thì bé tiền đều thực hiện được. Lát lấy cái chổi đeo vô nha con, chút xíu nữa đây thì sẽ di chuyển đến một cái gọi là cái cuộc sống mới của con, cũng như là cái tương lai của con là sẽ chuẩn bị bước sang một cái trang mới. Cho nên là bây giờ là chú Bin luôn luôn là cái người hay nói chuyện với con á, mong con á là phải cố gắng lắng nghe những cái gì mà ví dụ như mỗi khi uống cà phê với con hay với chú đi, thì hai chú cháu cứ thoải mái trò chuyện đó. Thì chú là cái người trong nhóm là ít nói mà khó nhất, thì con cũng từng nói, nhưng mà chú là người hay tâm sự với con đúng không, hay lắng nghe con những cái gì mà con chia sẻ. Cho nên á, con phải á, chú ý những gì mà chú Bin cũng như là mấy chú trao đổi với con, để khi mình đi làm ở chỗ người ta mình có một cái sự mà dạng như là chắc chắn hơn, tự tin hơn. Tôi nói câu là khiêm tốn mà thật thà dũng cảm, đúng không? Mấy cái từ đó là phải phải luôn luôn nhớ trong đầu. Dù mình có giỏi hay mình có biết, sau này mình có vô làm rồi ha, đầu tiên mình vô thì mình bỡ ngỡ, mình không biết cái gì đâu, mình phải học hỏi đó, mình cũng từ từ phải chỉ bảo, rồi mình phải lắng nghe. Ở khi mình biết mình thành công rồi mình cũng phải khiêm tốn, mình cũng phải chỉ lên người khác, chứ không phải đâu mình giỏi mình tài rồi cái mình cờ lơ phất phơ, nghĩ là mình không có coi ai ra gì không được, đúng không con? Còn những cái chuyện gì đó đương đầu với thử thách đó, thì mình phải dũng cảm lên. Ví dụ như cái chuyện gì con làm mà lỡ nó có sai hay nó có cái gì đó, mình cứ chấp nhận là mình nhận để mình sửa, chứ không phải là khi mà mình làm sai rồi cái mình trốn tránh trách nhiệm, mình đổ thừa này đổ thừa kia, không có vậy được đúng không? Chú chỉ nói là những cái gì chia sẻ chân thành nhất đó của chú để cho con hiểu được, hiểu không? Cho nên là không được nói chung ra là không được có cái tính, thứ nhất là khi mình đã sai cái chuyện gì rồi là mình phải nhận, mình để là mình học hỏi để mà mình có kinh nghiệm, chứ không phải mình sai rồi cái là mình
trốn tránh trách nhiệm, là nó thương, nó thương hoàn cảnh này, nó thương người này người kia ha. À. Với lại khi đi vào cái môi trường đi làm không được tham, biết không? Thời gian đi làm là phải đúng thời gian. Con đi làm đi, con một công ty hay là đến đến một cái công ty xí nghiệp thì con phải đúng giờ để chấm công, đúng không? Không được đi trễ, dậy sớm đó, rồi phải là tối phải ngủ sớm, thấy không? Để sáng dậy rồi phụ mấy chú nữa, còn mấy chú nhiều khi kiểm hàng rồi đó, rồi con phải dậy, rồi nhân viên cũng phải phụ phụ câu với người này người kia chứ con, đúng không? Đó là như vậy. Rồi ăn uống cũng vậy, phải điều độ vô. Công ty hay là một cái cơ sở gì đó nó nấu ăn là ăn chung tập thể, mình ăn không được mình cũng phải cố gắng mà ăn, ví dụ mặn hay là vừa hay cái gì đó thì mình cũng phải cố gắng, được thì ăn nhiều còn không ngon nó ngất, chứ không phải là mình không ăn là cái đồ ăn không ngon, không ăn là không được, tại vì người ta đâu có cung cấp, người ta đâu có ưu tiên cho con là gọi là ừ là con phải ăn được cái kia mới nấu con cái đâu, đúng không? Mình không phải được như vậy. Thích ghi với môi trường, con hiểu không? Đó, thì chú Bin nói nãy giờ thì con suy nghĩ làm sao, chú Bin nói đúng không? À mà cái này nữa nè, khi quen nước quen cái rồi không có tụ tập mà đi chơi hay là đến chỗ này chỗ kia mà đi cái kiểu mà muốn thích đi đâu là đi nha con, phải sợ con nếu mà con làm việc ở tại chỗ công ty của mấy chú đưa vô làm thì con phải đi đâu phải trình phải báo cho mấy chú biết, chứ không phải mà tự ý mà di chuyển đi, con hiểu không? Tự ý di chuyển đi cái đó là một cái không được. Con đi đi chú đâu biết con đi đâu là cũng bị người này người kia mà bắt con là sao, đúng không? Mà lúc đó là sao mà chú biết con ở đâu, đúng không? Để mà rồi mấy chú tìm. Đó là như vậy, phải luôn luôn suy nghĩ những cái gì mà lời nói mà chú Bin nói chia sẻ với con. Ví dụ hai cháu hay uống cà phê với nhau thì chú luôn luôn á là muốn á, là con sẽ thành công, phải thay đổi, luôn được nhiều người yêu mến, chứ không phải người ta thương con những một hai tháng về cái khi mà con thay đổi người ta sẽ ghét con, là chú không muốn. Chú muốn là luôn luôn là mọi người yêu thương con như vậy, con hiểu không? À, nói rất nhiều lần là thương thì khó lắm mà ghét thì dễ, đúng không? Đó là như vậy nên cố gắng nha con, đúng không? Rồi khi mà chú Bin chia sẻ như vậy thì con có muốn gửi lời gì đến với ông bà cô chú anh chị và các bạn không? Hả? À? Con cứ nói đi. Dạ, con chúc mọi người có nhiều sức khỏe và cũng hạnh phúc. À. Rồi gì nữa? Khỏe hạnh phúc gì nữa? Dạ, con cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con với lại mấy chú. Ừ. Rồi gì nữa con nói đi. Với lại là sắp tới con sẽ bán nước chung với mấy chú, có gì mọi người ủng hộ cho con. Bán cái gì? Dạ bán nước cúc nhào với gì nữa? Với lại mật ong. À, đúng rồi mọi người ơi, thì sau này thì bé Tiền sẽ bán nước cúc nhào với mật ong, thì đây cũng là những kinh phí mà mấy anh em lúc trước rồi cũng hỗ trợ cho bé Tiền, thì mọi người thương bé Tiền thì mọi người ủng hộ ha. Và bây giờ thì chắc có lẽ thì hai chú cháu cũng xin kết thúc cái video tại đây mọi người ơi. À, hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp. Giờ đi vô chuẩn bị cho bé Tiền đi hành trình lên Sài Gòn. Thì cái video này là cái video mà hai chú cháu uống cà phê trưa buổi sáng trước khi mà chuẩn bị khởi hành mà đi cùng với nhóm anh em. Hiện tại thì anh em đã đến rồi, thì Bin cũng với bé Tiền cũng vô trong chuẩn bị đồ đạc mới mà đi mọi người ơi. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nha.